Tối ngày 11 tháng 5, tại quảng trường nhà hát thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật Hải Phòng tỏa sáng miền cửa biển trong khuôn khổ lễ hội hoa phượng đỏ Hải Phòng 2023. Sự tổng duyệt có các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương, đơn vị liên quan cùng đông đảo nhân dân, du khách. Với chủ đề Hải Phòng tỏa sáng miền cửa biển, chương trình nghệ thuật diễn ra trong hơn 1,5 giờ gồm 3 chương. Thay lời giới thiệu về thành phố, chương đầu Thành phố mặt trời lên vừa thể hiện vị trí Hải Phòng là vùng đất đầu tiên đón ánh mặt trời lên của đất nước, vừa thể hiện sự lớn mạnh vươn lên mang theo tầm nhìn mới về một siêu đô thị trong tương lai của thành phố. Đan xen giữa các video và tiết mục nghệ thuật điểm lại những mốc son trói lọi trong truyền thống của Hải Phòng, đồng thời tái hiện hình ảnh thành phố in đậm dấu ấn ký ức của những người con Hải Phòng trên toàn Câu. trường thứ hai trái tim màu phượng đỏ khẳng định thế mạnh của hải phòng vùng đất sản sinh nhiều nhân tài có truyền thống văn hóa phong phú đa dạng kết hợp nhuần nhuyễn giữa các hoạt động biểu diễn và các video clip đại cảnh trường đoạn nghệ thuật này thể hiện sống động nét văn hóa của hải phòng sự bùng nổ về du lịch phút tour và câu chuyện tình yêu sự gắn kết giữa những người con hải phòng từ muôn phương về với thành phố quê hương Chương cuối, tỏa sáng miền cờ biển thể hiện một hải Phòng năng động trên đà hội nhập và phát triển với những thay đổi phù hợp với thời đại. Kết lại là màn biểu diễn dàn nhạc giao hưởng kết hợp trình diễn drone show, máy bay không người lái, tạo hình nghệ thuật những thông điệp của lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2023 và màn bắn pháo hoa tầm thấp, rực sáng trên bầu trời hải phòng về đêm chương trình nghệ thuật hải phòng tỏa sáng miền cửa biển là bản hùng ca về vùng đất con người hải phòng thể hiện rõ nét khát vọng vươn lên của đảng bộ chính quyền và người dân thành phố cảng hôm nay các ca khúc được sử dụng trong chương trình có nhiều ca khúc mới song chủ đạo vẫn là các ca khúc về hải phòng do các nhạc sĩ người hải phòng sáng tác được dàn dựng công phu trên nền giai điệu của ca khúc Hải Phòng tỏa sáng miền cửa biển mà nhạc sĩ Huy Tuấn viết riêng cho lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Lần đầu người xem sẽ được thưởng thức một tiết mục phối hợp đa thể loại, giao hưởng hợp sướng và rap. Đặc biệt, không gian sân khấu được biến hóa liên tục bằng những tiến bộ công nghệ mới nhất sẽ tôn vinh vẻ đẹp thành phố biển Hải Phòng, điểm đến du lịch của du khách trong nước và toàn cầu.